Quý vị thân mến, một phụ nữ thông minh, xinh đẹp và giỏi giang tất nhiên luôn luôn nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người trong xã hội, trong đó có cả những quý ông nữa. Thế nhưng cũng vì họ quá thông minh, quá giỏi giang nên tâm lý chung của các đấng mày râu là vô cùng ngại ngùng và e dè khi mà chinh phục. Vậy thì thực sự những người phụ nữ này họ có mạnh mẽ đến mức mà không cần một bờ vai nào hay không? Và họ cần gì ở những người đàn ông của mình? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề rất thú vị này với một người phụ nữ cũng rất thông minh, xinh đẹp và giỏi giang. Đó chính là chị Đường Thu Hương, Giám đốc Quỹ Đầu tư Mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam. Xin chào chị Đường Thu Hương. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chị đã thu xếp cái thời gian bận rộn quý báu của chị để đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Hải và xin chào khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày. Khi mà hỏi về chị Đường Thu Hương thì ai cũng thấy rằng là một cái người phụ nữ xinh đẹp này, sau đó là thông minh, giỏi giang. Vậy thì người ta bảo rằng là chắc là xung quanh cô này là phải nhiều anh lắm, nhiều vệ tinh lắm. Thế có đúng không hả chị? Và rất là cảm động, mà chưa gì đã được khen rồi thì rất là cảm ơn Hải. Nhưng mà để nói rằng là vệ tinh hay là những người xung quanh thì thật là rất là khó mà định nghĩa được là thế nào là vệ tinh và những người xung quanh. Thật sự bạn bè hay là đối tác làm việc thì không ngưng. Nhưng mà vệ tinh thì phải nói rằng là người ta có cảm tình với mình mà mình cảm nhận được, hay là mình phải có cảm tình với người ta mà người ta nhận được thì mới gọi là vệ tinh, đúng không? Bây giờ đàn ông người ta cũng khôn lắm. Người ta mà thích mình mà mình không có signal gì lại thì người ta cũng chẳng dại gì người ta làm vệ tinh đâu. Người ta thà làm bạn còn hơn. Như vậy là cái này là chị cũng hơi giấu hoặc là hơi khiêm tốn phải không? Khi mà nói về cái chuyện mà chinh phục người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, tôi cũng trò chuyện với một nữ doanh nhân khác. Chị nói rằng là tại sao lại không mời các quý ông, tôi muốn là gặp cái đối tượng mà các ông đang muốn chinh phục trước để xem rằng là cái đối tượng này họ đang cần gì, có phải họ quá khó tính không, họ đặt ra quá nhiều điều kiện hay không. Nói vui á thì mọi người có thể nói cô này kén, cô này chảnh, hay vì cô này có A, có B, có C. Nhưng mà đối với riêng Hương á, để mà có một cái định nghĩa xác đáng về thành đạt đó, nó rất là khó. Bởi cái thành đạt có thể là thành đạt trong mắt người này, có thể thành đạt trong mắt người kia. Ở trong một xóm nào đó có cái xe hơi, gái là cô nói cái cô này thành đạt, cái anh kia thành đạt. Hay là phải ở một cái mức độ nào đó, phải có một cái đóng góp nhất định cho xã hội mới được công nhận là thành đạt. Nhưng mà để quy lại, cho dù một người phụ nữ có đẹp cách mấy, có tài cách mấy, có như thế nào cách mấy thì chúng tôi vẫn là phụ nữ. Nói một cách khác là cũng đều suy nghĩ như nhau, cũng đều sẽ cảm động trước những chân tình, hay là đều cũng thích hoa, cũng thích những câu nói ngọt ngào. Một người phụ nữ cho dù mạnh mẽ như thế nào thì cũng cần một cái bờ vai, cần một cái điểm tựa, đúng không ạ? Thế nhưng mà các chị, các cô đã mới nói rằng là tại sao mà các ông cứ thích làm ghế, mà nhiều khi các ông mà dựa vào chúng tôi có khi còn lợi hơn nữa. Chị nghĩ sao ạ? Nói đi nói lại thì phải dựa qua dựa lại mới đúng. Tại phải vì cùng dựa, đúng không rồi, cùng dựa tạo thành là một gia đình. Chứ còn nếu chỉ có một cần nhau một phía thì đâm ra hầu như mình gọi là tình đơn phương, đúng không? Hoặc là về công việc thì nó chỉ là một bên theo đuổi một cái dự án mà không thành công. Thế bây giờ chị đang cần gì ở người đàn ông của mình ạ? Cần nhiều. Vâng, cần ví nhiều, dụ ạ. Cần nhiều. Cần bờ vai nè, cần cánh tay nè, cần đôi chân nè, cần suy nghĩ nè, cần hết. Tại sao mà những người phụ nữ thông minh, giỏi giang và quyền lực á thì luôn luôn hấp dẫn các anh, nhưng mà không bao giờ là đối tượng các anh sẽ chọn để yêu hết, mà các anh sẽ chọn những cô gái hết sức bình thường, đôi khi hiền một chút, ngu ngơ một chút, thưa chị? Phụ nữ cũng tham lắm. Đàn ông mà cần đàn bà hiền, ngoan, giỏi, quan hệ tốt này kia, đàn bà chúng ta cũng tham như vậy đó. Ai cũng mong muốn sẽ có một người bạn đời là một người đàng hoàng nè, chuẩn mực nè, đàn ông nè, thu nhập tốt nè, có một chút gì đó lãng mạn nè, phải có một chút gì cá tính nè. Nói đó là một cái mẫu số chung, nhưng mà khi gặp để có được cái cảm xúc á, thì nó khó nói lắm. Có thể vì bất cứ một cái gì, hoặc là có thể không vì bất cứ một thứ gì. Đó là cái suy nghĩ mà Hương cũng may mắn là Hương cũng có rất là nhiều người bạn ở nhiều độ tuổi khác nhau, ở nhiều cái lĩnh vực làm việc khác nhau. Thành ra mình cũng được nghe nhiều và mình cũng được hiểu nhiều. Thì về đàn ông thì có lẽ rằng là người ta có nhiều cái nó không thiên về cảm tính lắm. Những người đàn bà của chúng tôi thì chúng tôi đặt nặng về cái cảm giác và cái cảm tính của mình. Có thể là khi mà mình vẽ ra một bạch mã hoàng tử, hay là mình vẽ ra một cái mẫu người đàn ông nào đó hồi lúc ngày xưa thì có phải là thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà đến khi mình gặp rồi, cái cảm giác, cái feeling của mình thì hoàn toàn nó khác hẳn. Thành ra tất cả những cái tiêu chuẩn đó hầu như là nó bị phai mờ hết. Là phải dẹp sang bên.
Cái đó là cái cảm giác tự nhiên thôi Hải, nó khó nói lắm. Mà tự nhiên nổi bật lên một cái tính cách mà nào đó tự nhiên mình thích. Về người đàn ông thì Hương không dám nói là các anh chọn như vậy là đúng hay các anh chọn như vậy là sai. Bởi vì người ta cũng có thể vì có cảm giác, hoặc là người ta có một cái suy nghĩ gì đó trong đầu, mẫu người vợ của mình là phải giống mẹ mình, là phải công dung ngôn hạnh, hay là mẫu người phụ nữ của mình thì không cần gì hết mà chỉ cần phải là một người đi theo mình, đi là một người xứng đáng đi theo mình, hoặc là người nào đó phải là chỉ ở nhà và lo nội tướng thôi, để còn mình phải lo chuyện xã hội. Nhưng mà đối với đàn bà thì như Hải biết rằng là rất là cảm tính. Có những người cảm tính nó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà người ta sẵn sàng người ta đi với cái cảm tính của người ta, mà đôi lúc cái giá trả người ta cũng không cần biết đó là cái gì. Vừa rồi thì chị Đường Thu Hương cũng đã đưa ra những quan điểm cá nhân của mình. Và thưa quý vị, để cho câu chuyện của chúng ta thêm phần khách quan thì ngay bây giờ xin mời chị Đường Thu Hương cũng như tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng xem là ý kiến của các anh nghĩ gì về mẫu người phụ nữ thành đạt. Xin mời quý vị. Một người phụ nữ quyền lực là một người chắc chắn có địa vị trong xã hội rồi. Và bởi vậy nên là họ phải là một người rất là thông minh này và bản lĩnh. Những người đó có một cái cá tính rất là mạnh mẽ, người ta có thể thành công được trong công việc, trong xã hội, vượt qua được những đấng mày râu, đấng nam giới. Tuy mình nói là công bằng, nam nữ bình quyền, nhưng mà sâu xa đâu đó ở trong cái suy nghĩ của người Á Đông mình thì người phụ nữ vẫn thấp hơn một bậc, cho nên họ muốn làm cái gì họ cũng phải cố gắng nhiều hơn. Tại vì họ quá tài giỏi thì mình phải ái mộ họ. Đàn ông họ cũng rất là thích chinh phục thử thách, nên là họ cũng sẽ ưa thích cái sự gọi là challenging này, thử thách này, nên là họ sẵn sàng để họ chinh phục những người phụ nữ quyền lực. Tôi thích những người phụ nữ như vậy, tại vì họ thông minh, họ tài giỏi, thì sau này những công việc của họ có thể đảm bảo cho tôi được những cái mà thật sự không còn lo lắng về sau này của tôi. Chinh phục hay không nó còn phụ thuộc vào cái duyên, cái số. Anh thì anh thích một mẫu người phụ nữ ở nhà, biết chăm sóc gia đình và là một hậu phương vững chắc. Họ sẽ tỏa ra được một cái sức hút mạnh mẽ mà ai cũng thích chứ không phải là riêng mình. Theo mình nghĩ thì họ cũng sẽ phải tìm một cái người mà tương đồng với họ hoặc chí là hơn họ nữa, chứ không bao giờ mà họ lại tìm một người thấp hơn họ. Cái mức của họ, họ sẽ để ý những người mà thật sự là từ họ trở lên. Thì giống như thật sự là gì, còn tôi thì về mặt tài giỏi thì tôi không tài giỏi như họ. Thì thật sự là gì, để mắt tới thì chắc không có đâu. Nếu được như vậy thì nó quá may mắn. Nhưng mà thẳng ra thì mình vẫn thích cái tiếp người phụ nữ nó formal hơn, vì sự an toàn. Rồi, cảm giác của chị sao ạ? Thật ra cũng rất là vui khi mà nghe được một vài cái ý kiến điển hình của các anh ở trong đây. Đàn ông trước hết là phải tự tin chứ. Biết đâu được cô đó nhìn cô như thế thôi, nhưng mà cô lại yếu đuối hơn tất cả những người đàn bà khác. Thành ra các anh phải tự tin lên, chứ không phải vì hình thức, vì người ta nghĩ là cô đó thành công. Nếu như mà một người phụ nữ mà được xã hội công nhận là một người thành công, nhưng mà người đó là sẵn sàng làm vợ anh và sẵn sàng làm những công việc hậu phương đó, thì rõ ràng các anh là hoàn toàn có bản lĩnh, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi thì mọi người bảo rằng là những người phụ nữ mà họ thành đạt quá, họ thành công quá thì họ cũng chẳng cần những người đàn ông mạnh mẽ, bởi vì bản thân họ cũng đã mạnh mẽ rồi. Không hẳn như thế đâu Hải. Một người đàn bà cho dù có thành công như thế nào, cho dù cũng mạnh mẽ đi thế nào, cuối cùng chúng tôi vẫn là đàn bà. Như anh vừa nói là bởi vì người ta là đã định nghĩa từ ngay Eva và Adam đã nói rồi, đàn bà là phái yếu và đàn ông là phái mạnh, đúng không ạ? Luật của trời đất là gì? Mạnh phải có yếu, âm phải có dương, trừ phải có cộng. Thì rõ ràng chúng tôi được sinh ra, được đặt để là một người chân yếu tay mềm, các anh là phái mạnh. Thì đâu đó các anh không mạnh ở một cái điều này thì các anh chắc chắn phải mạnh ở một cái điều khác. Bởi đó là chính cái sự bổ tương và tương trợ cho chúng tôi. Thì có thể rằng là trong công việc người ta dứt khoát, người ta quyết liệt, cũng chưa chắc rằng là ở một khía cạnh đó người ta không buồn. Khi mà tôi đọc sách thì có những người là chủ tịch tập đoàn này, chủ tịch tập đoàn kia là phụ nữ. Khi người ta phải ra một cái quyết định nào đó, ví dụ như là sa thải nhân viên, thì nhìn người ta rất là sắc bén, nhưng mà sau đó người ta rất là đau khổ và rất là buồn. Bởi vì người ta hiểu rằng là cái quyết định của người ta ảnh hưởng đến rất là nhiều cái cuộc sống của nhiều gia đình khác. Khi người đàn ông quyết định việc đó thì lại không sao, bởi vì người ta lại nói là bởi vì người đàn ông đó là người đàn ông, thành ra người ta mạnh mẽ. Nhưng khi người đàn bà cũng ra một cái quyết định đó thì người ta lại gán cho người đàn bà bởi vì cô ấy quá mạnh mẽ. Mọi người có quyền bình phẩm là chúng tôi cứng rắn, chúng tôi quyết liệt, hay là chúng tôi sắt đá, thì chúng tôi đều không có cái ý kiến phản bác, bởi vì đó là ý kiến của mọi người. Nhưng mà chắc chắn rằng là chúng tôi đều có những cái quyết đoán và những cái giây phút mà quyết liệt nhất định nào đó. Và như những cái ý kiến chị vừa xem á, thì rõ ràng là phần lớn các anh đều bảo rằng là những người phụ nữ mà xinh đẹp thành đạt á, thì họ luôn luôn
chọn cái đối tượng là bằng mình hoặc là hơn mình thì cái điều này có chính xác không ạ? Nên là rất nhiều anh là bảo thôi tôi nhìn thấy một cô thành đạt hay là vị nhiều khi nhân viên mà ngưỡng mộ sếp đi thì cũng gọi là họ tự khép cánh cửa lại luôn chứ họ đừng nên tiến tới nữa bởi vì họ sợ rằng họ bị thất vọng. Chỉ có một cái điểm nào đó trong một người đàn ông mà người đàn bà thích thì cũng đã là yêu rồi, chứ đâu phải thích bằng mình hay là hơn mình. Cái bằng hay là cái hơn nó khó lắm, tại vì khi mà mình nói đó là mình đang nói về cái đầu mình nói, đúng không? Nhưng mà khi mình yêu thì mình lại yêu bằng con tim. Bất luận một người phụ nữ nào yêu một người đàn ông nào, có thể xã hội bảo là sao cái anh đó không bằng chị đó, anh đó như thế này thế kia, nhưng mà biết đâu được chính người phụ nữ đó lại cảm giác đây mới là hoàng tử của đời mình hay đây mới là ông vua của đời mình. Đó là xã hội nghĩ thôi, còn bản thân của chúng tôi cảm thấy được điều nào đó và chúng tôi hạnh phúc với cái điều đó, chứ chưa chắc gì là người đó phải hơn như thế này hơn như thế kia. Và cách quan trọng nhất là người đàn ông đó phải đủ tự tin để bước đến để bày tỏ tình yêu của mình và để chứng minh rằng là mình thật lòng mình yêu cô này bởi vì đó là em, chứ không phải vì đó là xã hội nói em. Thế nhưng mà giả sử như chị gặp cái tình huống đó thì chị có bị áp lực không? Bởi vì rõ ràng là cái người đàn ông của mình không thành công như mình, sẽ không làm ra tiền nhiều như mình và đôi khi là anh ta sẽ ở nhà để mà lo việc bếp núc và con cái, còn chị sẽ là người mà gọi là kiếm tiền chính trong gia đình. Thì rõ ràng là mình còn là xã hội, mình còn là đối tác, mình còn là đồng nghiệp, mình còn rất nhiều người nhìn vào mình nữa, đúng không ạ? Nếu mà nói là áp lực có nghĩa là mình sống cho xã hội, sống cho mọi người rồi không sống cho mình. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi chiều cái cảm giác của tôi nhiều lắm. Và cũng chiều cái cảm giác đó mà thành ra còn ngồi đây. Chiều cái cảm giác của mình là mình phải hiểu được mình là ai. Và chính mình mới biết được là mình cần gì. Còn nếu mà mình phải sống theo xã hội, sống theo mọi người, đó là chính là mình đã bị áp lực trước rồi. Thì cái chuyện đó là tôi không nghĩ rằng là tôi sẽ bị áp lực. Một khi tôi đã thích thì là tôi chấp nhận những gì tôi thích. Vâng, bây giờ tôi lại hỏi lại cái câu chuyện chị bảo là vì là chị yêu chiều cái cảm giác của mình nên ngày hôm nay chị vẫn còn ngồi đây, đúng không? Để chưa nói tới cụ thể một người đàn ông nào. Vậy thì hình như cái cảm giác của người phụ nữ họ muốn có được ở một người đàn ông đó là cái sự lãng mạn và ngọt ngào, đúng không ạ? Điều đó không ngoại lệ, điều đó không ngoại lệ. Vâng, điều đó không ngoại lệ, đúng không? Không biết là chị đã xem bộ phim Notting Hill chưa ạ? Vâng, thì cái bộ phim Notting Hill thì Julia Roberts là trong vai một cô siêu sao điện ảnh, đúng không? Anna Scott và anh William, một anh chàng bán sách, hiền lành và đúng là một người bình thường thôi. Thì cuối cùng là cô Anna với William cũng có một cái mối tình. Khi mà xem bộ phim đấy tôi nghĩ rằng đây chính là một câu chuyện cổ tích, bởi vì rằng là một cô siêu sao điện ảnh yêu một anh chàng bán sách. Cái cuộc tình của họ có rất nhiều áp lực từ báo chí, từ truyền thông, từ đám paparazzi chuyên săn đuổi. Thì cuối phim là cô Anna thì đã có bầu, đó, ngồi bên cạnh anh này. Thì chị nghĩ gì về bộ phim đó? Chị nghĩ gì về cái sự thay đổi của người phụ nữ? Họ chấp nhận thay đổi để mà có được cái người đàn ông của mình. Đó là một cái bộ phim điển hình nói về cảm xúc của người đàn bà. Thì rõ ràng người đàn bà sống vì cảm xúc của mình. Anna cũng đã đấu tranh tư tưởng rất là nhiều khi mà bị paparazzi theo dõi, hay là cô cũng có một vài lần phát ngôn rất là cảm tính để mà bảo vệ cái người ta gọi là cái ego hay là cái tự ái của mình. Có nghĩa là cô phải là anh chỉ là một người đàn ông bình thường, thì cái chuyện đó làm cho một người yêu của mình rất là đau, bởi vì nghĩ rằng là cũng là cái suy nghĩ đó, nhưng mà nếu mà mọi người cùng hiểu ra rằng là đúng là anh chỉ là một người bình thường, có nghĩa là không phải là ngôi sao, nhưng mà không có nghĩa là cô đó cô nghĩ là anh là tầm thường. Thì khi đó nó trở thành một cái hội chứng, nó là thành một cái scandal giữa một ngôi sao và một con người bình thường. Nhưng mà cuối cùng họ đã tìm được cái điểm chung, đó là cái cảm giác của nhau và cái gì là mình thật sự cần nhất. Và cô đã tìm thấy cái tình yêu vô bờ bến ở anh này. Để mà yêu được một người đàn bà đấy, bản thân người đàn ông nó cũng rất là can đảm rồi, để mà vượt qua tất cả những cái áp lực của xã hội. Biết đâu được anh này thích nổi tiếng, thành ra thích cô này, hay là anh này thích giàu bởi vì cô này giàu. Nhưng cái người đàn ông đó, người ta đã bước được qua tất cả những cái điều đó, thì tôi không đánh giá cô Anna này cao bằng anh William. Tại William bản thân mình đã là một người đàn ông nhưng dám bước qua tất cả mọi thứ để đến với người yêu mình, để đạt được cái mục đích cuối cùng là tôi yêu cô bởi vì chính là cô. Thì cái điều đó đã được Anna cảm nhận và người ta đã có một cái happy ending. Thì tôi nghĩ rằng là cái người đàn ông quan trọng nhất là người ta phải biết mình cần gì và can đảm đủ để đứng trước người đàn bà mình yêu, chứ không phải đứng trước một ngôi sao hay là một quý bà hay là một người đàn bà thép, mà đó vẫn chỉ là một người đàn bà mà tôi yêu mà thôi.